Xin chào các bạn. Mông Cổ là một quốc gia nằm ở Trung Á, có vị trí tiếp giáp với Trung Quốc và Liên bang Nga. Đây là quốc gia lớn thứ 18 trên thế giới với diện tích 1,5 triệu km vuông. Ngôn ngữ chính thức của quốc gia này là tiếng Mông Cổ, một trong những ngôn ngữ lâu đời và phát triển nhất trên thế giới, có từ khoảng thế kỷ 13. Mông Cổ cũng có một văn hóa đa dạng với sự pha trộn giữa các truyền thống của người Mông Cổ, người Trung Quốc và người Nga. Nơi đây còn nổi tiếng là một vùng hoang dã vô biên, một đất nước đầy nắng và gió. Cảnh quan ở Mông Cổ được đặc trưng bởi những ngọn núi cao phủ đầy tuyết, những thảo nguyên trải dài đến vô tận, cùng với các thung lũng, đồng cỏ và hồ nước mênh mông. Ngoài màu xanh bạt ngàn của thảo nguyên, Mông Cổ còn có những cồn cát khổng lồ của sa mạc Gobi. Chính điều này đã thu hút rất nhiều bước chân tự do tìm đến đây, nơi mà bạn có thể phóng tầm mắt đến đường chân trời rộng lớn, lắc lư trên lưng lạc đà để băng qua những đụn cát nóng bỏng và ngắm nhìn những ngôi sao như sa xuống trên bầu trời về đêm. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì vùng đất rộng lớn này còn sở hữu nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Vậy nên, các bạn hãy theo dõi hết video ngày hôm nay của 5 phút thôi để có thêm những góc nhìn khác về Mông Cổ nha. Quốc gia thưa dân nhất thế giới. Trái ngược với sự hoành tráng của lãnh thổ, thì Mông Cổ chỉ có khoảng 3.512.000 người sinh sống, với mật độ dân số là 2,24 người trên 1 km vuông và trở thành quốc gia thưa dân nhất trên thế giới. Phần lớn địa hình của Mông Cổ là thảo nguyên, đồi núi và sa mạc nên không thích hợp cho con người sinh sống. Các dãy núi cao ở Trung Á bao quanh Mông Cổ từ nhiều phía, tạo thành một rào cản, cô lập đất nước này với các luồng không khí ẩm của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Do vậy mà thời tiết Mông Cổ chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu lục địa khắc nghiệt với mùa đông dài và lạnh, còn mùa hè thì ngắn và khô nóng. Bên cạnh đó thì người Mông Cổ cũng đang phải chật vật để đối phó với biến đổi khí hậu. Tình trạng sa mạc hóa đang ảnh hưởng đến 76% lãnh thổ Mông Cổ, khiến cho đất đai ngày càng trở nên khô cằn hơn. Theo các chuyên gia thì không chỉ có biến đổi khí hậu mà việc chăn thả quá nhiều gia súc trên các đồng cỏ cũng đã gây mất cân bằng tự nhiên. Tình hình này chỉ có thể cải thiện nếu có những thay đổi cơ bản trong phương thức chăn nuôi gia súc. Hồ cổ đại Khovsgol, em gái của hồ Baikal. Tại Mông Cổ có một hồ nước được người dân đặt cho biệt danh là em gái của hồ Baikal, đó là hồ Khovsgol. Hồ nước này nằm ở phía tây bắc Mông Cổ, nằm gần biên giới với Nga và cách điểm cuối phía nam của hồ Baikal khoảng 200 km. Lưu vực của hồ Khovsgol tương đối nhỏ, với dòng thoát nước duy nhất của nó là sông Egingol nối với sông Selenge rồi cuối cùng chảy vào hồ Baikal. Đó là lý do mà họ gọi hai hồ nước này là chị em. Khovsgol nằm ở độ cao 1.645m so với mực nước biển, có chiều dài tối đa là 136 km và độ sâu tối đa là 262m. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất ở Mông Cổ theo thể tích và lần thứ hai theo diện tích. Nó chứa gần 70% lượng nước ngọt của Mông Cổ và 0,4% tổng lượng nước ngọt trên thế giới. Nước ở hồ sạch đến mức có thể uống trực tiếp mà không cần phải qua xử lý. Chính vì thế mà đây là môi trường sống thuận lợi cho các loài cá, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng. Cùng với hồ Baikal, Khovsgol cũng là một trong 20 hồ nước cổ đại trên thế giới với tuổi đời trên 2 triệu năm, đồng thời cũng là hồ nước nguyên sơ nhất Mông Cổ. Từ năm 1992, hồ nước này cùng với khu vực xung quanh nó đã được công nhận là vườn quốc gia Mông Cổ. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, với những khu rừng rậm rạp, những dòng sông chảy xiết, mặt hồ lấp lánh và núi non hiểm trở. Đến với Khovsgol, du khách sẽ được trải nghiệm một số hoạt động thú vị như đi bộ trong rừng taiga, cưỡi ngựa xung quanh hồ, ngắm nhìn một số loài chim hoang dã và khám phá cuộc sống của người du mục Tsatan. Đây là một trong những bộ lạc chăn nuôi tuần lộc di cư cuối cùng của Mông Cổ. Họ sinh sống trong ngọn núi Sayan hiểm trở và vẫn lưu giữ tập tục văn hóa cổ xưa với các nghi lễ chữa bệnh độc đáo. Đặc biệt, từ tháng 11 đến khoảng tháng 4 năm sau, hồ Khovsgol sẽ bị đóng băng hoàn toàn, biến khu vực này trở thành một sân băng rộng lớn. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội băng quy mô lớn, nơi mà mọi người có thể cùng nhau tham gia các bộ môn thể thao truyền thống như bắn cung, cưỡi ngựa, kéo co, trượt băng và điêu khắc băng. Sa mạc Gobi, vùng đất của hóa thạch khủng long. Sa mạc Gobi hiện được biết đến là một trong những sa mạc lớn nhất ở châu Á, trải rộng gần 1,3 triệu km vuông trên lãnh thổ hai quốc gia là Mông Cổ và Trung Quốc. Khu vực này đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu các hóa thạch khủng long từ kỷ phần trắng muộn. Đây là thời kỳ đại diện cho giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa của loài khủng long. Trong lịch sử hơn 100 năm nghiên cứu về khủng long thì có hơn 80 chi khủng long đã được tìm thấy ở sa mạc Gobi của Mông Cổ. Đặc biệt vào năm 1923, trong khi tìm kiếm những bằng chứng về con người sơ khai ở đất nước này, thì một nhóm nhà nghiên cứu khoa học của Mỹ đã tình cờ phát hiện ra những quả trứng khủng long đầu tiên tại khu vực vách đá rực lửa của sa mạc Gobi.
Tiếp theo đó là vào năm 1965, đoàn thám hiểm Ba Lan Mông Cổ đã tìm thấy dấu chân và xương của khủng long ở sa mạc này, bao gồm hai chi trước khổng lồ cùng với ba móng vuốt trên mỗi cánh tay. Không chỉ là địa điểm khảo cổ quan trọng, sa mạc Gobi còn nổi tiếng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nơi có các mỏ đồng, vàng và than đá với trữ lượng lớn. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm tuyệt vời đối với những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã. Khi tới Gobi, bạn có thể tham gia các hoạt động như đi bộ đường dài trên cát, cưỡi lạc đà, khám phá hang động và ngắm nhìn những vách đá có hình thù kỳ lạ. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, sa mạc này vẫn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như lừa hoang Mông Cổ, gấu Gobi và chó sói. Thủ đô lạnh nhất thế giới. Thủ đô của Mông Cổ là thành phố Ulaanbaatar, nằm trên một vị trí biệt lập tại phía bắc của miền trung Mông Cổ. Thành phố này có diện tích là 4.704 km² và dân số năm 2021 là 1.446.000 người, gần bằng một nửa tổng số dân cả nước. Đây cũng là trung tâm văn hóa, kinh tế và tài chính của đất nước Mông Cổ. Đặc biệt, thành phố còn có thể kết nối với cả đường sắt của Nga và hệ thống đường sắt của Trung Quốc. Khác với sự tưởng tượng của nhiều người về một Mông Cổ chỉ có thảo nguyên và sa mạc, thì thủ đô của đất nước lại là một nơi sầm uất và rực rỡ ánh đèn về đêm. Đồng thời, đây cũng là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn khám phá lịch sử của Mông Cổ, bởi nó sở hữu nhiều bảo tàng quốc gia và di tích lịch sử quan trọng với những câu chuyện liên quan đến thành Cát Tư Hãn và cuộc sống du mục của người dân từ xa xưa. Tuy nhiên, do nằm sâu trên đất liền, tọa lạc ở độ cao 1.350m so với mức nước biển, lại chịu ảnh hưởng của áp cao Siberia, nên khí hậu của Ulaanbaatar có tính chất bán khô hạn lạnh, với mùa hè ngắn, mùa đông kéo dài với biên độ nhiệt hàng năm rất cao. Trong khi nhiệt độ của tháng nóng nhất vào mùa hè là 39 độ C, thì vào mùa đông, tháng lạnh nhất nhiệt độ có thể xuống tới mức âm 36 đến âm 42 độ C. Nhiệt độ trung bình hàng năm của thành phố cũng ở mức âm 2 độ C, khiến nó trở thành thủ đô lạnh nhất thế giới. Cũng bởi thời tiết khắc nghiệt như vậy, nên Ulaanbaatar đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào mùa đông do việc sử dụng than đá để làm nhiên liệu cho việc sưởi ấm. 5 phút thôi đã làm một video rất chi tiết về thành phố này, nên các bạn nếu muốn biết thêm thông tin thì có thể tìm xem lại nha. Truyền thống tôn thờ các ngọn núi thiêng. Sự tôn thờ thiên nhiên ở Mông Cổ đã có hàng nghìn năm tuổi. Nó được phản ánh trong các truyền thuyết và những bức tranh khắc trên đá được tìm thấy ở khắp nơi. Truyền thống thờ thiêng sông núi là một trong những yếu tố di sản văn hóa nổi bật được người Mông Cổ sáng tạo, phát triển và thực hành từ xa xưa. Họ tin rằng những ngọn núi cao hùng vĩ là nơi cư ngụ của các vị thần, nơi ban hạnh phúc và phước lành cho chúng sinh. Thế nên người dân ở đây luôn luôn tôn kính và bảo vệ sự nguyên sơ của các ngọn núi. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc bảo tồn môi trường tự nhiên và động vật hoang dã ở vùng đất thảo nguyên rộng lớn này. Từ thời Hung Nô cho tới thành Cát Tư Hãn, chính quyền cai trị đều ban hành các đạo luật thờ cúng núi thiêng hàng năm. Sau những lần thay đổi chính trị thì truyền thống này cũng dần bị mai một. Nhưng vào ngày 16 tháng 5 năm 1995, Tổng thống Mông Cổ lúc bấy giờ là ông Pulsamagin Orkibat đã ban hành sắc lệnh ủng hộ các sáng kiến nhằm làm sống lại tục thờ cúng núi thiêng. Kể từ đó, đất nước đã tôn vinh những ngọn núi thiêng của mình thông qua các nghi lễ cấp quốc gia hàng năm. Các ngọn núi linh thiêng của quốc gia được đặt tên theo hình dáng, mối quan hệ của chúng với bầu trời và trái đất, các vị thần liên quan và thứ hạng mà các nhà lãnh đạo chính trị dành cho chúng trong suốt chiều dài lịch sử của Mông Cổ. Một trong những ngọn núi thiêng quan trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt ở Mông Cổ, đó là núi Orgon Tengger, nằm ở độ cao 4.008m so với mực nước biển, là đỉnh cao nhất trong dãy núi Khangai và là nơi sinh sống của các loài động thực vật quý hiếm như bảo tuyết, hiêu sao và cừu hoang Agali. Hay núi Bokhan được bao phủ bởi rừng rậm, tạo thành những khu bảo tồn lâu đời nhất trên thế giới và được pháp luật bảo vệ từ thế kỷ 18. Và khối núi Tavanbok là nơi có điểm cao nhất của Mông Cổ với độ cao 4.374m so với mực nước biển. Tiếp theo là ngọn núi đá granite Erzkhekhan nằm ở độ cao 2.274m. Theo truyền thuyết là nơi trú ẩn mùa hè của các vị Lạt Ma ẩn sĩ. Cuối cùng là núi Burkhan Khandun thuộc dãy núi Khenti, được cho là nơi sinh sống của thành Cát Tư Hãn và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Ngọn núi này được người Mông Cổ gọi là núi thần và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2015. Vó ngựa thảo nguyên. Mông Cổ từ lâu đã nổi tiếng với tiếng vó ngựa thảo nguyên, nơi sở hữu những đàn ngựa hoang lớn nhất trên thế giới. Ngựa hoang Mông Cổ có tên gọi quốc tế là ngựa hoang Prewalski. Giống ngựa này là một trong những biểu tượng của hệ động vật ở Mông Cổ và được phát hiện vào khoảng năm 1880 tại khu vực sa mạc Gobi. Tất cả ngựa hoang Mông Cổ còn sống cho tới ngày nay là hậu duệ của 9 trong số 31 con ngựa được lưu giữ vào năm 1945.
Trong thời gian đó, Hiệp hội Động vật London đã làm việc cùng với các đội nghiên cứu Mông Cổ để bảo tồn loài động vật này. Các chương trình chăn nuôi gia súc đã thành công đến mức chỉ trong 50 năm, loài ngựa hoang Mông Cổ đã phục hồi được 1.500 cá thể. Giống ngựa hoang này là một trong những loài ngựa chiến nổi tiếng nhất trên thế giới. Chúng có thân hình cân đối, ngực nở, bụng thon, bốn chân chắc khỏe, toàn thân có màu nâu đỏ hoặc nâu sẫm. Một con ngựa hoang Mông Cổ trưởng thành nặng khoảng 250-300 kg, cao tầm 1,3m và dài 2m. Do được rèn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Mông Cổ nên chúng có sức bền cao và chạy rất nhanh. Những con ngựa này có thể phát hiện nguy hiểm từ khoảng cách 300m và bỏ chạy ngay lập tức với tốc độ lên tới 60 km/h. Tuy nhiên, từ năm 1960, loài ngựa quý hiếm này đã được liệt vào nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao của sách đỏ, và hiện nay vườn quốc gia Hutsai Nuru ở Mông Cổ là nơi có nhiều ngựa hoang dã nhất với khoảng 300 con. Lễ hội Đại Bàng Vàng. Một trong những lễ hội được chờ đón nhất trong năm ở Mông Cổ đó là lễ hội Đại Bàng Vàng của những người Kazakhstan. Đây là cơ hội cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang dã sẽ được ngắm nhìn hàng chục chú đại bàng vàng khổng lồ sải cánh trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Lễ hội này được Hiệp hội Thợ săn Đại Bàng Mông Cổ tổ chức vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm tại vùng Altai rộng lớn. Tại đây, những người thợ săn sẽ mang đến cuộc thi những con đại bàng được thuần hóa của mình để xem con nào có tốc độ săn mồi nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Lễ hội độc đáo này đã được giới thiệu trong một bộ phim tài liệu nổi tiếng The Eagle Huntress vào năm 2016 và gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng quốc tế. Người ta gọi đây là một lễ hội thời thượng và hoang dã nhất trên thế giới. Hình ảnh các chàng trai thảo nguyên cưỡi trên lưng ngựa bất kham cùng với chú đại bàng vàng đậu trên tay đã trở thành một biểu tượng và niềm tự hào của người Mông Cổ. Nó cho thấy được sức mạnh và sự khéo léo của người dân du mục khi họ có thể thuần hóa được cả loài ngựa hoang dã nhất trên thế giới và loài chim săn mồi nguy hiểm này. Nghi lễ dỗ dành lạc đà. Sa mạc Gobi của Mông Cổ là nơi sinh sống của quần thể lạc đà hai biếu Bactrian lớn nhất trên thế giới. Nó có cấu tạo cơ thể đặc biệt để thích nghi với gió và cát và là phương tiện vận chuyển chính của người chăn nuôi du mục nhờ thể hình to lớn và sức chịu đựng tốt. Từ năm 1997, vào tháng 3 hàng năm, người Mông Cổ đã tổ chức lễ hội lạc đà Gobi để tôn vinh tầm quan trọng của loài động vật này. Đây là một sự kiện giải trí kéo dài 2 ngày, bao gồm nhiều cuộc thi khác nhau liên quan đến văn hóa lạc đà trên khắp vùng sa mạc Gobi. Những người du mục gần xa sẽ mặc bộ trang phục đẹp nhất và cưỡi trên lưng con lạc đà tốt nhất của họ để tới tham dự lễ hội. Năm 2016, cuộc diễu hành của hơn 1.000 người cưỡi lạc đà trong lễ hội này đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness của thế giới. Nhưng đó chưa phải là điều thú vị nhất. Người Mông Cổ còn có một lễ hội với tên gọi đặc biệt là dỗ dành lạc đà, hay còn được biết đến với tên gọi quốc tế là Coaxing Ritual for Camel, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp vào năm 2015. Loài lạc đà hai biếu thường mang thai 13 tháng và chỉ sinh một hoặc hai con non trong một lần. Nhưng khí hậu khắc nghiệt trên sa mạc cùng với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm đã khiến cho nhiều lạc đà mẹ hoặc lạc đà con bị chết trong quá trình sinh nở. Những con non mồ côi và lạc đà mẹ mất con cần nhau để tồn tại nhưng không có bất kỳ một mối liên hệ nào. Do đó mà sau hàng thế kỷ sống trong sa mạc, người chăn nuôi du mục ở Mông Cổ đã hình thành một nghi lễ âm nhạc độc đáo giúp chúng xích lại gần nhau hơn. Việc thực hiện nghi lễ này diễn ra vào lúc hoàng hôn hoặc chạng vạng tối, đòi hỏi kỹ năng điều khiển lạc đà khôn khéo. Trong đó, con lạc đà cái mới sinh sẽ được buộc sát với một con lạc đà con mất mẹ. Tiếp theo, họ sẽ thực hiện nghi lễ với một người đánh đàn Morinho, còn một người khác sẽ vừa xoa cổ lạc đà mẹ, vừa hát những lời hát mộc mạc được truyền lại từ tổ tiên của mình. Dịch ra tiếng Việt là tại sao mày lại từ chối lạc đà con thân yêu của mày? Nó thức dậy vào buổi sáng và chờ đợi mày với những đôi môi mím chặt. Làm ơn hãy để nó bú nguồn sữa dồi dào của mày. Họ cũng bắt chước những âm thanh tự nhiên, tiếng chạy và gầm của lạc đà để thuyết phục nó chấp nhận nuôi lạc đà con. Chẳng biết chúng có hiểu được tiếng người không, nhưng sau nhiều giờ đồng hồ, dần dần lạc đà mẹ và lạc đà con bắt đầu chảy nước mắt và trở nên thân thiết với nhau hơn như một gia đình. Điều này xảy ra như một phép màu và rõ ràng, âm thanh cùng những hoạt động của nghi lễ có tác dụng xoa dịu tâm hồn, khơi gợi tình mẫu tử của động vật. Nghi lễ này cũng được thực hiện với những con lạc đà mẹ bất ngờ từ chối con non mới đẻ của mình sau một ca sinh đặc biệt khó khăn. Vào năm 2013, nó đã được biết đến rộng rãi hơn trên toàn thế giới khi xuất hiện một bộ phim tài liệu của Đức với tựa đề Câu chuyện về lạc đà khóc. Nghi lễ dỗ dành lạc đà không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa con người với động vật mà còn đối với người Mông Cổ. Nó còn mang ý nghĩa nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kiên nhẫn và sức mạnh của việc biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Phụ nữ càng sinh càng ế.
Trong biên niên sử của Mông Cổ, người ta không chỉ ca ngợi những đội quân dũng mãnh với các nam nhi đại trượng phu oai phong lẫm liệt, mà còn miêu tả phụ nữ của Mông Cổ với vẻ đẹp của sự rắn giỏi và mạnh mẽ, khác hẳn với các mỹ nhân yểu điệu thục nữ của Trung Quốc cùng thời. Mông Cổ là một vùng đất của những người du mục. Từ khi sinh ra thì họ đã được rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thích ứng với điều kiện sống khắc nghiệt ở miền thảo nguyên này. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, họ đều có khả năng cưỡi ngựa và sử dụng cung tên để săn bắn. Trong một gia đình Mông Cổ, người phụ nữ ngoài việc nội trợ thì cũng phải học cách làm tất cả các công việc của đàn ông, từ cách dựng lều, chăm sóc gia súc đến thuộc gia thú, bổ củi vân vân. Vì người Mông Cổ quan niệm rằng nếu người đàn ông không may bị qua đời thì người phụ nữ phải tự mình tiếp tục chăm sóc gia đình và đàn gia súc của họ. Vậy nên, so với các phụ nữ ở châu Á cùng thời đó thì phụ nữ Mông Cổ có tiếng nói hơn và được sống bình đẳng hơn. Thậm chí là những người phụ nữ có sức mạnh và kỹ năng săn bắn tốt còn được bầu chọn làm thủ lĩnh của các bộ lạc. Đó cũng là lý do mà những người đàn ông du mục ở Mông Cổ thường lựa chọn các cô gái có sức khỏe tốt và cơ thể rắn chắc để làm vợ, thay vì cưới những cô gái xinh đẹp chân yếu tay mềm. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng với xã hội Mông Cổ ngày nay. Cuộc sống sau hàng trăm, hàng nghìn năm đã có nhiều thay đổi. Việc lấy vợ không còn là một lựa chọn nữa, mà nó phải xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Những người phụ nữ du mục cũng không cần thiết phải làm quá nhiều công việc nặng nhọc như trước đây. Thay vào đó, họ còn được học nhảy múa và đàn hát. Phụ nữ Mông Cổ giờ đây vẫn rất mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng đó là sự mạnh mẽ của trí thức và cứng rắn trong tâm hồn. Nồng nhiệt với khách du lịch. Người Mông Cổ không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, mà nó còn gây thương nhớ với khách du lịch khắp nơi bởi sự nồng hậu và thân thiện của người dân. Họ sẽ mỉm cười khi được bạn chào hỏi, họ cũng sẵn sàng làm người dẫn đường nếu bạn cần trợ giúp, và khi bạn tới thăm nhà, họ sẽ tiếp đón bạn bằng một bữa ăn thịnh soạn với thịt dê, phô mai và sữa ngựa. Văn hóa này đã có từ rất lâu đời, khi Mông Cổ còn là một vùng đất hoang vu ít người biết đến. Do được bao phủ bởi núi non, sa mạc và thảo nguyên nên việc đi lại còn khó khăn và khách du lịch cũng khó tiếp cận. Người dân sống ở vùng nông thôn và người du mục cũng ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không có mạng, không có điện thoại, du khách chính là mối liên kết duy nhất của họ. Thế nên, mỗi khi có khách quý từ nơi khác ghé thăm, người du mục Mông Cổ đều tỏ ra rất hào hứng. Họ không chỉ muốn kể câu chuyện của mình với du khách mà còn say mê lắng nghe những thông tin về thế giới bên ngoài. Người dân ở đây coi việc khách đến thăm nhà là một phước lành và đem vận may tới. Nhiều người còn truyền tai nhau về một tục lệ tiếp đón khách du lịch độc đáo của người Mông Cổ. Đó là những du khách nam giới khi tới nhà sẽ được mời ăn đầu dê và được sưởi ấm bởi cơ thể của các cô gái Mông Cổ trẻ tuổi. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin cùng với các trang thiết bị hiện đại thì vẻ đẹp của đất nước Mông Cổ đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Cuộc sống của người Mông Cổ cũng được cải thiện hơn, nhiều tục lệ truyền thống đã bị dần mất đi, nhưng cốt cách mộc mạc và thân thiện của người dân thảo nguyên thì vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù Mông Cổ còn gặp nhiều thách thức về vấn đề kinh tế và biến đổi khí hậu, nhưng đây vẫn là một địa điểm hấp dẫn, bởi không có nơi nào mà dù đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể nhìn thấy những vó ngựa thảo nguyên rộng lớn, những đôi cánh đại bàng xải rộng và còn được khám phá đời sống du mục chân trời góc bể đầy tự do và phóng khoáng. Đó là những sự thật thú vị về Mông Cổ. Nếu các bạn có thêm những thông tin nào khác thú vị về quốc gia này thì hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.